Xin chào, chào mừng các bạn nhỏ đến với hành trình mùa hè đặc biệt. 60 em nhỏ đến từ các huyện miền núi như Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang của tỉnh Quảng Nam, Tây Trà của tỉnh Quảng Ngãi là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, lần đầu tiên sẽ được về với thành phố biển Đà Nẵng. Ở trên núi lâu rồi, nay mình xuống biển một chút đi. Xuống biển thì phải nghịch cát, phải chơi những trò chơi sôi động. Nước biển mặn, cát biển mịn và mấy trò chơi của cô chú tổ chức rất vui. Có những bạn mang hành lý chỉ là một đôi dép mòn vẹt, chỉ là những bộ quần áo rất là sơ sài. Bạn ấy nhìn thấy cái dù lượn ở bãi biển thì bảo ô cái dù ở đây sao to thế. Hoặc là như biển thì biển nước đâu mà nhiều thế cô. Nhớ lấy chai để đổ đầy nước biển về tặng cho bà cho mẹ làm quà nhé. Trời mệt rồi thì chúng ta sẽ cùng đi ăn thật ngon nào. Lần đầu đi ăn nhà hàng nhớ ăn nhiều vào nhá. No cái bụng rồi thì mình sẽ đi xem bảo tàng 3D, đi tham quan di tích lịch sử, đi uống trà sữa và ăn kem. Rồi cơm bỏng ngô, nước ngọt để lần đầu vào xem phim trong rạp với màn hình khổ lớn và âm thanh sống động. Và điểm cuối cùng của hành trình kỳ diệu này đó chính là một buổi tối ngồi ngắm pháo hoa ngay bên bờ sông Hàn của thành phố Đà Nẵng. Con xem pháo hoa vui và đá rất là đẹp. Phải cười thật tươi để chụp những bức ảnh thật đẹp nhá. Con rất vui khi được xuống Đà Nẵng chơi, được đi tham quan rất nhiều nơi như là cầu Rồng, được đi tắm biển, được đi xem phim và được đi mua đồ. Con cảm ơn các cô chú đã đưa con xuống Đà Nẵng. Qua chương trình này chúng tôi cũng muốn tạo ra cho các con được nhìn thấy một cuộc sống khác, một thế giới khác, một bầu trời khác bên cạnh những triền rừng, những dốc núi. Mong muốn được gieo vào đó những ước mơ, những khát vọng mà các con có thể vươn lên, bám trường, bám lớp để học cái chữ. Và chỉ có cách đó mới là phương cách lâu bền nhất để các con vươn lên. Tạm quên đi những ngày hè phải lên nương rẫy kiếm củi, kiếm rau để phụ giúp gia đình, hành trình xuống phố diễn ra đẹp như câu chuyện cổ tích của những bạn nhỏ vùng cao. Đó chắc chắn là những kỷ niệm không thể nào quên, sẽ là những câu chuyện để kể với bản làng và là hành trang cho những ước mơ bay cao, bay xa trong tương lai.